2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, xong. Chị hai, chị hai. Chị hai. Cái gì vậy em? Ngưng, đừng làm nữa. Cái gì? Trời ơi, chân mình mới lành mà bây giờ làm như vậy, chuyện này nặng nhọc. Để chập hội ông Minh Anh nó về bắt nó làm. Trời em, cái chân chị nó cũng đỡ rồi này, chị đang lau cái bàn bếp. Còn nó về nó có phụ là phụ trong chuyện nấu ăn thôi, em thiệt à. Trời đất ơi, chị hai, chị cho cái chuyện gì ghê dữ vậy? Hả? Không có được. Ông Minh Anh nó vừa lười nè, mà nó vừa không biết nấu ăn nữa. Trời. Nè ha, ha, chỉ cần về cái anh ơi, em mệt quá, em nhức đầu quá, em bị áp lực quá là không làm luôn. Là cháu em, là con của chị á, nó làm cho cực khổ nó thêm, chị thấy không? Thôi đi mà cô, thiệt. Nói bình thường thôi còn diễn tả làm chi. Tôi dòng tôi mệt quá đi cô ơi. Nghỉ, mệt thì nghỉ đi, qua đây em nói nghe nè. Ví dụ cái gì vậy? Rồi, được rồi, đây. Ừ. Này, xuống. Rồi. Đây. Đây là một cái danh sách những công việc cần làm. Một chút nữa con Minh Anh nó về, chị dặn dò nó phải làm hết tất tần tật, không được sót một cái gì hết. Trời ơi, cái gì mà nhiều dữ vậy nè? Cái gì mà lau nhà, lau bàn, lau ghế, rồi có mấy việc hả? Rồi dọn phòng bà nội, rồi phòng anh chị em. Dạ. Nấu ăn, rửa chén. Ê, vậy. Mẹ, con mới về. Dạ, Út. Ờ, mới về hả con? Mẹ. À, bây giờ công việc nhà con làm luôn hả mẹ? Mẹ muốn con nhận cái gì? Có mệt không con? Có mệt sao? Đâu mệt, trời còn trẻ khỏe lắm. Dạ con không sao, con sẽ làm cái gì trước hả mẹ? Con lau nhà ha con. Không, quét nhà trước mới lau. Quét nhà trước rồi mới lau ha con. Rửa chén. Nhà ăn cơm xong rửa chén ha con ha. Kệ bếp. Kệ bếp nhà mình cũng cả tuần rồi chưa có lau. Có gì con lau ha. Dọn phòng dọn phòng chị với anh. Phòng ba mẹ rồi phòng cái nội, bà nội, phòng bà nội, phòng mấy đứa em luôn, phòng mấy đứa em trong nhà. Lau bàn thờ luôn. Tưới cây. Cảm ơn cô Út đã nhắc cho mẹ. Mẹ ơi, con suy nghĩ vậy, những việc mà mẹ vừa nói á, con sẽ chia ra làm hai cột. Cột thứ nhất là dành cho những việc chung, cột thứ hai là những việc riêng. Việc chung là những cái phần việc mà dành cho người lớn, ví dụ như là những phần việc của nội nè, của ba mẹ. Còn việc chung là cho các thành viên còn lại trong nhà. Mẹ thấy sao ạ? Khoan, cắt ngang khúc này nha. Chung là của người lớn, là có bà nội với ba mẹ con thôi. Còn Út là ngang hàng phải lưới tụi con đúng không? Dạ không hẳn là như vậy. Ý là cái phần việc của Út nó hơi phức tạp so với lại công việc của nội và ba mẹ. Bởi vì con thấy những cái quần áo mà Út mặc á, ngoài cái kiểu dáng thì cái chất liệu nó cũng rất là kỳ lạ. Thì con rất là sợ. Con sợ là con nếu như mà con để chung với mọi người thì nó sẽ làm hỏng đồ của Út. Và con cũng không biết mua ở đâu để mà đền cho Út à. Thay vì mình dùng từ kỳ lạ thì mình nói nó mắc tiền đi con. Dạ thôi hai cụ cháu mà đứng nói chuyện là tới ngày mai luôn đó. Thôi được rồi, để nó làm công chuyện nhà. Thôi bắt tay luôn nha mẹ. Con làm để con coi con có cái gì đó con trước. À, để con dọn bàn trà trước nha mẹ. Trời ơi, tôi thấy cô quá không? Cô quá đâu. Anh ơi, có mấy hồ sơ cần. Ừ, em cứ để đó đi. Sao nay anh có chuyện gì mà đi qua đi lại rất thận vậy? Hôm nay vợ được về sớm, rồi muốn làm công việc nhà mà tay chân vợ anh vụng về lắm, không biết có bị gì hay không nữa nè. Trời ơi, em tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, mấy chuyện đó bình thường ha. Em nè, ngày xưa qua nhà bạn trai cũng phải đặt chỗ tài chỗ ơ xuống bếp nè ăn, rồi sao đập một đống chén. Quan trọng là gì? Quan trọng là cái thái độ của mình sau đó là sao. Thái độ hả? Chưa hiểu đúng không? Nè, thái độ của mình là gì nè. Khi mà mình lỡ mà làm gì sai đi, mình phải mẹ ơi, mình phải tỏ vẻ đau buồn, mình phải khóc lóc nhiều rồi đúng không? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con vụng về quá. Mình nói nhưng mà cái tay mình vẫn phải làm. Con xin lỗi mẹ, trời con vụng về quá mẹ ơi. Mẹ tha lỗi cho con nha, mẹ tha lỗi. Mình phải đau buồn lên, mình phải thảm thiết lên. Thôi rồi mình phải nhận lỗi với người lớn. Thì người lớn anh sẽ bỏ qua cho mình, hiểu không? Vậy anh hiểu luôn không? Hả? Hiểu không? Chưa hiểu đúng không? Chưa hiểu em làm lại. Thôi là hiểu rồi. Phải làm. Ai? Con xin lỗi mẹ.
đừng đụng vô con, đừng đụng mẹ, vô. Nhưng mà đây là lỗi của con, lỗi của con mẹ. Không. Đây là lỗi của con. Thôi. Mẹ tha thứ cho con nha mẹ. Thôi mẹ. Con rồi, mình sẽ lụm lên rồi mẹ lụm phụ con. Nghe mẹ lụm phụ con nè. Từ từ. Thôi con. Thôi, không. Mình từ từ mình làm sẽ quen mà. Rồi, đây con. Đây. Công việc ở tòa soạn của em sao rồi? Em thấy cũng ok lắm á chị hai. Tại vì nha, vừa được làm chuyện mình thích, vừa có tiền, sướng rồi là sướng. Tuyết Anh. Trời ơi, con có tin được không? Dạ. Bão táp phong ba tới cái nhà này rồi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Hôm nay là nó lao nhà, nó tự nhiên nó lao nhà luôn. Tụi anh nhà mình giỏi mà Út, sao vậy? Nhà này có biến rồi. Không, con thấy bình thường mà Út. Tại vì có những người hả, chỉ cần xuất hiện, họ tồn tại thôi, cũng khiến cho người khác sẵn sàng nhảy vào biển lửa đâu biết không? Ý là con này nói Út đúng không? Tất nhiên là không rồi đó Út. Tại vì con chỉ giúp những người xứng đáng thôi. Còn mấy người mà hay cầm điện thoại quay thì chắc là lấy gì? Nè nha. Học ở đâu ra cái tánh mình đi nói xốc nói xỉa người ta gì hả? Con học Út á. Nhỏ là cái gì? Mất hứng. Chà đứa nào phá đám quá. Bực mình. Hết hồn luôn á. Chị cũng hết hồn luôn á. Chị, ngày mai chị cũng đừng có làm việc nhà nha. Để em. Thôi không được đâu. Tại vì hôm nay chị phải chạy deadline nên chị mới làm như vậy thôi. Mẹ mà biết ha, chị thông đồng với em như vậy á là mẹ cắt cổ hai đứa đó biết chưa. Thôi nhưng mà tại vì em đang cần tiền mà. Chị sẽ nghĩ cách khác giúp em. Chứ để mẹ biết chuyện này là không có ổn đâu. Sao anh đè mạnh quá vậy? Vậy nó mới dính. Một miếng nữa. Dán hai miếng thôi nha. Dán nhiều quá giang hồ còn coi em ra gì nữa. Rồi để anh bóp cho. Thôi được rồi, không sao đâu. Hôm nay ở nhà cả ngày chắc là mệt lắm đúng không? Cũng hơi mệt á. Nhưng mà chắc tại em chưa quen công việc nhà. Mới mốt quen sẽ đỡ mệt. Nhờ em làm công việc nhà em mới chạm được 1000 bí kíp hạ gục mẹ chồng rất là xịn sò trên mạng luôn. Hạ gục hả? Suy nghĩ cái gì đâu không anh. Hạ gục ở đây nghĩa là chiếm trọn trái tim á, chiếm trọn tình yêu thương của mẹ chồng đó. Chứ làm cho quyền anh thì hạ gục á hả? Giỏi. Vợ của anh càng ngày càng giỏi ha. Sắp hạ gục được trái tim cả nhà anh rồi. Thưởng nè. Anh à. Tự nhiên bây giờ em thấy á, thật ra mình sống chung với gia đình nhiều người cũng vui chứ bộ, đúng không? Anh thấy vui à? Anh thấy cũng vui á. Trong cuộc đời này ai cũng mong muốn sống ở một nơi có tình yêu thương nở rộ. Ở đâu đó đã nói như vậy. Có chăng là ở fanpage của bé Út Tuyền Anh đúng không ta? Hết vui. Nói ra gì cũng bị vợ bắt bài. Bắt đâu mà bắt. Em nói cho anh biết nha, cái sự sớm sẩm của anh nó càng ngày nó càng bộc lộ. Đời trước là cái gì? Lần trước là nói tình yêu dẫn lối. Thế rồi này là tình yêu thương nở rộ. Anh đi ra ngoài có ai mà sớm nhà anh không? Hả? Hả chùi. Có nhiều người ta hay mà ta đâu có sớm. Đúng như em nè. Bà nội, mẹ. Thưa nội, thưa mẹ. Ủa? Sao trời đất ơi, sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày, con mệt mà con. Con thấy bình thường, không có đau gì trơn á. Với lại trông trọng mà chán quá nên con xin về, con nhớ nhà. Đó, mẹ thấy con dâu mẹ giống mẹ chưa?
ở ông Trọng không chịu là không chịu, bắt buộc con phải đưa về, là nhớ nhà. Thôi nếu mà thấy khỏe thì mình về nhà vẫn thoải mái hơn. Rồi cần thuốc thang gì thì mình lại vô Trọng mình gặp bác sĩ mình xin toa sao. Dạ bác sĩ cũng nói là về nhà ăn uống với lại uống thuốc bình thường là được. Lúc mày về rồi hả? Dạ. Xích quá chứ tôi ngồi với nhỏ cháu coi. Em Sao khỏe rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà không được nói khỏe. Sao vậy Út? Mình phải nói là mình còn mệt. Để tất cả những cái công việc nhà là cho con Minh Anh nó làm, hiểu không? Cho nó biết thế nào là cực khổ, biết thế nào là cuộc sống của gia đình chồng. Thôi đi, trời ơi, con người ta đã đi làm mệt, về rồi mà còn hành hạ người ta vậy đó hả? Nè, mình làm cô á, mình phải làm sao cho cháu nó nể. Chứ mà mày ăn ở không, mình cứ kiếm chuyện mày bả hoài à. Thôi cô, hồi sáng này là tôi thấy nó dán cao đó. Chắc là làm việc công việc cũng áp lực nhiều lắm. Thôi trong nhà mình không có gì, mình dắt chiếu nhau mình phụ làm đi mà. Trời đất ơi, làm gì mà hôm nay mẹ chồng với nàng dâu tôi nói đồng lòng dữ vậy. Trời ơi, mà chị à, em nói nghe nè, nó có dán 10 miếng cao đi chăng nữa, nó diễn trò đó chị. Em nói rồi nha, nhà mình cứ binh nó đi, rồi được nước từ chân nó lưng lên tới đầu. Hả? Đây. Bữa giờ trên mạng người ta đăng đầy mấy cái vụ mà nàng dâu chơi chữ chửi mẹ chồng. Em sợt lên cho chị coi nha. Nói có sách bách có chứng đàng hoàng. Ở lại đây nha. Dạ thôi, con hơi mệt, để con xin phép con lên phòng con nghỉ. Trời, tao cũng thấy tao mệt. Có mỏi quá. Nói đi lên luôn, con dìm nó lên luôn. Ủa chị hai? Chị giờ chị nấu cơm, mọi người nhà chưa ăn cơm đây nè. Má. Trễ giờ ăn cơm giờ đó. Má. Má tí cái gì hết. Mình chung phòng mà má. Chúc mày. Dạ thôi. Cái nhà này ngộ dễ sợ luôn á. Lúc nào tôi nói là mọi người đều giải tán hết trơn á. Nè, nói không nghe đi ha, rồi mai mốt á có chuyện gì đừng có trách là tại sao Hồng này không nói. Làm cái gì? Cái gì? Tôi làm cái gì? Làm sếp cô chứ làm cái gì? Tôi nói cô nghe, tôi hẹn riêng cô ra đây là tại vì tôi muốn giữ thể diện cho cô. Em làm cái gì xấu xa đâu mà giữ thể diện? Là tôi lo lắng cho cô, tôi quan tâm cô mới rủ riêng ra đây. Nè, cô coi đi, mấy bài gần đây cô viết đó, nội dung giống y khuôn nhau, cũng giống những bài báo khác. Cô tính tiếp diễn vậy hoài sao? Trời ơi sếp, cái việc lấy tin á, mình đâu có tính được đâu. Phải có tin hot thì mới có bài hay được chứ. Bài sếp nhìn đi nè, thống kê nè, bài viết nào cũng có lượt xem tốt hết. Tôi là cấp trên của cô, tôi đưa ra nhận xét thì cô phải ghi nhận, chứ không phải thái độ mà chống trả sếp như vậy. Không phải là em chống trả, mà em chỉ đang giải trình cho sếp hiểu về tình hình của công việc thôi. Còn cái việc mà luôn giữ cao tinh thần trách nhiệm thì đó là cái công việc của em. Em không bao giờ quên, sếp yên tâm. Nè, tôi nói cô nghe, để coi ai mới là người ở lại sau cùng. Đừng có tưởng cô thắng tôi được mấy bài viết rồi lên mặt kiểu vậy, kiểu như có năng lực. Đồng ý là có năng lực, nhưng mà cô có nghe câu có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng vô dụng, hiểu không? Câu này sếp nói rất đúng, chỉ có điều là với sai người thôi. Đúng người chứ không có sai người được. Có chuyện đúng sai, chuyện đó cô không cần phải, cô không cần nhất thiết phải đưa cái câu hỏi đó ngược lại cho tôi, cô hiểu không? Ở ngoài á, người giỏi nhiều lắm, nhưng mà tại sao tôi vẫn đứng vững ở cái vị trí sếp này không suy chuyển là bởi vì sao? Bởi vì thái độ làm việc và cái khả năng hợp tác của những nhân viên khi biết hợp tác, cô hiểu không? Nếu không hợp tác thì sao? Tôi chỉ góp ý cho cô biết, một nhân viên ưu tú là mình phải biết cứng mềm. Ok và... ok sếp, vì sếp là sếp mà. Nên kiểu gì kiểu em cũng phải cảm ơn cái sự ngẫu hứng chỉ dạy tận tình của sếp ngày hôm nay đối với em. Vẫn thái độ này à? Được, không cần phải cảm ơn đâu. Tôi chỉ dạy cho những nhân viên sắp phải ra đi thôi, không cần thiết đâu. Nói tới như vậy luôn,
mà vẫn không hợp tác. Buồn buồn nhấp miếng rượu uống nhầm chai thuốc sâu à. Anh Giang, anh là chồng tôi đó hả anh Giang? Anh cưới tôi 2 năm rồi. Nè, đừng có tưởng cô thắng tôi được mấy bài viết rồi lên mặt kiểu vậy, kiểu như có năng lực. Đồng ý là có năng lực, nhưng mà cô có nghe câu có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng vô dụng, hiểu không? Ôi trời, cẩn thận chứ, cầm dao đi. Sức khỏe sao rồi? Sức khỏe bình thường, bình thường mới về nhà. Tâm hồn để đâu vậy? Thôi thôi thôi, cầm cái dĩa ra đi. Xong rồi ha. Mấy mùa hả? Mấy mùa cũng mời cả nhà dùng trái cây. Cảm ơn con. Mọi người ăn trái cây đi, cái này bóc. Để con đi lấy đĩa. Con, sức khỏe con sao rồi? Em không được khỏe hả? Dạ con thấy hơi mệt. Để đưa lên phòng nha. Thôi đưa vợ lên nghỉ đi con. Dạ con xin phép. Con xin phép cả nhà. Cái gì vậy tụi anh? Sao vậy con? Út lớn rồi chứ phải con nít đâu mà không có biết ý gì hết trơn, dễ hoài. Không, con muốn giết ước mơ gì vậy hả? Bực mình à? Còn gì khác thì cục. Ở chỗ làm của Minh Anh đó, nó bị chuyện gì phải không? Nè Út thấy chưa, mẹ con là một người rất là hiểu chuyện luôn á. Nhìn một phát là biết có chuyện liền. Hôm nay chị Minh Anh có chuyện á, con nhìn mà con tức ghê á. Cái thằng tao không con. Trời đất ơi, nói chuyện nói làm gì đập bàn dữ vậy hả? Con quyết định rồi, phải lấy công bằng lại cho chị hai. Được á. Ừ. Vậy bây giờ ai đồng ý giúp chị Minh Anh thì giơ tay lên. Út. Bình thường á, Út á hay xài nè kem dưỡng da nè, phấn son nè, dưỡng thể của chị Minh Anh lắm mà chị Minh Anh biết. Nhưng mà không có bao giờ nói hết trơn á. Vậy mà bây giờ chị Minh Anh gặp chuyện ha, vậy mà Út không có giúp, hay ác ghê không? Ác. Ai nói nãy giờ người ta bận cầm cái ly uống nước chứ bộ, bây giờ uống xong rồi nè, mọi người mình giơ tay lại đi ha. 2, 3. Yeah. Ok, vậy thì bây giờ mọi người chúng ta lại, con sẽ bàn kế hoạch. Đầu tiên, bây giờ mọi người đồng ý. 2, 3. Mẹ chồng nàng dâu